Trong phần lý thuyết này, thầy sẽ hướng dẫn các con các vẽ một cái sơ đồ để tổng kết lại tất cả cái gì liên quan đến tam giác trong chương 2 này. Các con hãy xem clip hiểu bài giảng thầy, sau đó tạm dừng lại, vẽ vào vở sau các con nhá. Đầu tiên các con nhìn trên màn hình cho thầy. Thầy có một tam giác. Nói đến tam giác, chúng ta phải nhớ đến các định lý. Đó là gì? Đây, thầy ghi đây số 1, các con sẽ ghi chú thích ở dưới. Định lý. Thứ nhất, cái số 1 này nó gồm những cái gì? Tam giác thì cần nhớ cái gì? Khi nói đến tam giác thì thầy cho chúng ta phải nhớ tới định lý quan trọng đầu tiên ngay ở bài đầu tiên, đó là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Đó, cái định lý đầu tiên là tổng ba góc của một tam giác.